Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Voice Smart One. Các bạn nhớ chiếc chuột này không? Đó chính là Zebra Wireless, một trong những sản phẩm chuột gaming đình đám và được coi là huyền thoại, tiền thân của dòng sản phẩm Zebra X Superlight sau này. Tính đến hiện tại thì nó là 6 năm kể từ điểm chiếc chuột đầu tiên được ra mắt, và đến bây giờ thì Logitech cũng đã cho ra mắt một dòng sản phẩm mới. Như bên cạnh nhìn đây, đó chính là Logitech Pro 2 Lightspeed, một trong sản phẩm được coi là kế thừa lại toàn bộ những cái tinh hoa tinh túy của dòng sản phẩm huyền thoại ban đầu. Tuy nhiên là nó được trang bị những công nghệ mới nhất tại thời điểm hiện tại. Và nếu mà so với Zebra X Superlight thì nó có đèn nha. Đó, sẽ giúp cái góc làm việc trang trí của anh em trở nên đẹp đẽ hơn. Và hãy cùng mình đi tìm hiểu về sản phẩm này ngay trong clip này nha. Bắt đầu thôi. Nếu như bạn là một người đã yêu thích cái form cầm chuột của dòng Zebra rồi thì có lẽ là đến với sản phẩm lần này gần như là nó sẽ không có sự khác biệt. Nó vẫn giữ nguyên một cái form thiết kế dáng cầm gọi là form cân bằng, ambidextrous, và nó vẫn giữ một cái trạng thái form cầm phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Nó gần như là một cái gọi là một cái signature, một cái thương hiệu của cái dòng Logitech Zebra rồi. Đấy. Dù vậy thì cái trọng lượng của sản phẩm lần này nó sẽ giữ nguyên cái trọng lượng của dòng sản phẩm Zebra Wireless ban đầu là 80g. Nếu so với cả Superlight thì Superlight chỉ có 60g thôi. Và về cảm giác cầm nắm thì nó không khác biệt. Nhưng mà nếu mà coi về cái trọng lượng ấy, thì với cái trọng lượng 80g này so với 60g thì cảm giác cầm sẽ đầm và nặng hơn tương đối đấy. Đó. Dù vậy thì cái chất lượng vỏ của Superlight vẫn được làm cực kỳ tốt và nó vẫn rất là cứng cáp chắc chắn. Về màu thì nó sẽ có hai màu. Thực ra nó có 3 màu cơ, màu đen này, màu trắng và thêm một màu nữa là màu hồng. Tại phiên bản lần này thì nó vẫn chưa ra các mắt các cái phiên bản đặc biệt như kiểu là dòng Zebra Wireless có cái dòng của Logitech Zebra Wireless phiên bản liên minh thoại thì hiện tại nó vẫn chưa có, nhưng mà hiện tại có 3 màu anh em nhé. Và cái chất lượng vỏ này mình cũng đánh giá là chất lượng vỏ này về cái chất lượng gia công thì nó là cực kỳ tốt rồi, cứng cáp chắc chắn và không có dấu hiệu bị o bẹp. Tuy vậy thì cái chất liệu vỏ nhựa ở đây nó là vỏ nhựa nhám nhẹ thôi, nhưng mà mình đã từng sử dụng qua rất nhiều các dòng của sản phẩm Zebra rồi thì phải nói thực sự là cái chất liệu vỏ này ấy, dùng về lâu về dài ấy, nó sẽ rất dễ là bị bóng ấy, kiểu đặc biệt là với các bạn tay nhiều mồ hôi nhá. Đó, cầm vào sản phẩm này ấy, nó rất dễ bị bóng nếu mà dùng về lâu về dài. Còn nói chung là về cái chất liệu gia công thì mình không có gì để chê cả. Một điểm nhấn cực kỳ hay trên dòng sản phẩm Logitech Pro 2 Lightspeed lần này đó chính là việc nó có đèn LED trên logo chữ Z này, và nó cũng tương tự như dòng sản phẩm Zebra Wireless phiên bản thế hệ đầu thôi. Và nếu mà so với cả Superlight thì chắc chắn rồi, nó có đèn LED thì nó sẽ đẹp đẽ và rực rỡ hơn rất là nhiều. Khi mà kết hợp với cả các thiết bị như là tai nghe, bàn phím thì đây cũng là một chiếc chuột có khả năng hỗ trợ lighting kết hợp với cả phần mềm Logitech G-Hub để điều chỉnh đồng bộ trạng thái màu sắc với các thiết bị gaming gear mà bạn đang có của Logitech nhá. Khá là hay. Và tất nhiên rồi, nó không phải là một sản phẩm Superlight, vì thế mà ở bên cạnh sườn của nó đây, nó cũng sẽ không có dòng chữ Superlight như dòng Superlight thông thường. Và nó có hai cái nốt ở đây thì tí nữa mình sẽ nói sâu hơn. Về kiểu bố trí vím thì nó cũng tương tự như các dòng sản phẩm Zebra thôi. Tuy nhiên nó sẽ có khác biệt đôi chút, là khác với kiểu thiết kế tinh gọn đến mức tối đa như dòng sản phẩm Zebra X Superlight. Thì với sản phẩm Zebra 2 lần này thì nó sẽ giống tương tự như dòng sản phẩm Zebra Wireless trước đây. Đó chính là nó sẽ có tới tận 7 phím cơ, bao gồm là phím trái phải này, con lăn này. Đấy, hai nút bên hông nhé, và ngoài ra nhé, nó cũng có cả hai nút ở bên hông bên phần còn lại luôn. Tức là hai cái nút này nó chỉ là cái phím ạ, ở phím gọi là che phím thôi. Đấy, thì mình khi mà mình cần dùng mình rút ra và sau đó mình lắp cái phím trong cái bộ phím được cho sẵn ở bên trong này thì sẽ có thể dùng được cả hai phím này tương tự như hai nút back forward bên này thôi. Nó sẽ được thiết kế như này, nó sẽ cực kỳ phù hợp với những cái người mà không chỉ là thuận tay phải mà hoàn toàn dành cho cả những người sử dụng tay trái. Còn nếu như mà để mà chơi game giải trí mà anh em biết ông nào sử dụng tay trái thì đây mình sẽ giới thiệu cho bạn một ông này. Phần máy đánh của Logitech Pro 2 Superlight sẽ có phần nút tắt mở nằm ở phía bên dưới, kèm theo đó là nút tăng chỉnh DPI nhanh. Và tất nhiên là nó sẽ có đèn báo hiệu nấc DPI nằm ở phần mặt lưng. Phần fit chuột PTFE cao cấp nhưng có thể dễ dàng nhận thấy là nó nhỏ hơn tương đối nhiều so với Zebra X Superlight 2. Và ở phiên bản lần này cũng sẽ không đi kèm miếng nắp fit thay thế. Bù lại thì đây là một chiếc chuột thế hệ mới. Ở nắp fit thay thế này nó sẽ có các công nghệ khả năng hỗ trợ sạc không dây tương tự như dòng Zebra X Superlight 2 hay là Zebra X Superlight 2 Deck. Đấy, thông qua pad power play nếu như anh em sở hữu. Còn nếu như không thì anh em có thể sạc thông qua cổng Type-C thông thường. Đi kèm với đó, phụ kiện lần này kèm theo khá là cơ bản khi nó có một cáp kết nối Type-C, một receiver cơ bản loại 1K Bowling Red và thêm một hộp nhỏ. Đây chính là cái hộp để đựng các cái nắp cũng như các phím ở phần bên hông. Về công nghệ bên trong thì Logitech Pro 2 Lightspeed là một chiếc chuột mới, vì thế mà cũng không có gì ngạc nhiên khi mà Logitech trang bị cho chiếc chuột này những công nghệ mới nhất. Đó, đầu tiên phải kể đến đó chính là mắt đọc
cảm biến sensor Hero 2, một trong những màn lọc tốt nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Đấy, cho tốc độ DPI lên tới cực khủng nhé, lên tới 44K, cùng với đó là IPS 888, gia tốc là 88G, và cái khả năng checking cũng như là tốc độ sử dụng của chiếc chuột này phải nói là cực kỳ tuyệt vời, ngay cả khi mà mình di chuột ở những tốc độ rất là cao, sử dụng cực kỳ tốt, hỗ trợ rất là ngon với những cái pad chuột cao cấp, mặc dù là cái feed chuột hơi ít một xíu đó. Chuột cũng được trang bị switch quang học Hybrid Lightfox mới nhất đến từ Logitech G, giúp cho cảm giác nhấn trở nên mượt mà hơn, độ nhạy, độ chính xác cao trên từng lượt nhấn. Cá nhân mình cảm nhận thì mình thấy cái phím nhấn này vẫn hơi cứng, tuy nhiên là dùng một thời gian về lâu về dài thì nó vẫn sẽ mềm ra thôi, giống như tương tự như là chiếc Logitech G Brick Superlight 2 mà mình đang sử dụng. Kèm theo đó là đặc biệt tại phiên bản lần này, chuột cũng vẫn được trang bị công nghệ Light Speed cho cái công nghệ và tốc độ phản hồi cũng như là độ trễ cực kỳ thấp. Tất nhiên là chiếc đầu cắm receiver đi kèm nó chỉ là loại hỗ trợ baud rate tối đa lên tới 1000, nhưng sản phẩm này là sản phẩm mới nên cái phần công nghệ bên trong vẫn hỗ trợ lên tới 8K, vì thế mà người dùng hoàn toàn có thể mua thêm các cái loại receiver hỗ trợ 8K để tối ưu cho trải nghiệm của mình. Ngoài những cải tiến công nghệ kể trên thì chắc chắn rồi, chúng ta cũng không thể bỏ qua một cái thứ thay đổi cực kỳ đáng nể trên Logitech G Pro 2 là so với Zebra Wireless trước đây, đó chính là thời lượng pin. Thì pin của sản phẩm trước đây, Zebra Wireless chỉ rơi vào tầm khoảng 25 tiếng, khá là thấp, và dùng một thời gian là đã phải sạc rồi. Còn với phiên bản Pro 2 lần này thì là nhà xuất đã tăng thời lượng pin lên khoảng ngưỡng 60 giờ khi mà bật đèn LED và 95 giờ khi không bật đèn LED, khá là khủng với một chiếc chuột không dây. Mà để bỏ tiền ra để mà mua Logitech G Pro 2 thì chắc chắn rồi, người dùng sẽ phải bật LED rồi, chứ không ai đi mua mà lại không bật LED cả. 60 tiếng mình nghĩ là với một người sử dụng thông thường thì hoàn toàn thoải mái sử dụng, 8 tiếng mỗi ngày có thể sử dụng đến hơn 1 tuần mới phải sạc lại cơ, yên tâm mà sử dụng. Cùng với đó thì phần mềm Logitech G Hub tích hợp với G Pro 2 cũng tương tự như các dòng sản phẩm mới bây giờ, trực quan hơn, giúp cho mình dễ dàng sử dụng và tùy chỉnh cho sản phẩm. Tổng kết lại về Logitech Pro 2 Light Speed thì nếu mà nói về thiết kế cũng như là công nghệ thì mình đã nói thật là gần như không có sự thay đổi, mình đã nói quá nhiều trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thì Logitech Pro 2 Light Speed nó sẽ thích hợp với người dùng nào? Nó sẽ thích hợp với các bạn mà thích cái công nghệ, thích cái chất lượng của G Pro, tuy nhiên là các bạn vẫn muốn có đèn giống như cái dòng G Pro Wireless trước đây, đó là một sự hoài niệm hoài cổ. Và đặc biệt là cái con chuột này phải nói thực sự là nó đa dụng hơn Superlight rất là nhiều, khi mà nó có cả hai phím hai bên hông, giúp cho việc thích hợp cho người dùng, không chỉ là người dùng tay phải mà người dùng tay trái cũng được. Đấy, cầm tay kiểu nào cũng được, nó đều cân bằng, nó cân bằng thực sự luôn ấy, nó cân bằng hơn con Superlight cái chắc. Đấy, và một điểm nữa thì đây cũng là một chiếc chuột cũng khá là hay ho, nó giúp cho các bạn đồng bộ phím màu sắc ấy, với đèn LED này, light sync sẽ phù hợp với các thiết bị như kiểu là bàn phím hay tai nghe của các bạn. Và cái đường link và cũng như là thông tin sản phẩm quên, đặc biệt là cái giá của nó nhé. Giá của sản phẩm này thì nó sẽ rẻ hơn dòng Superlight một chút, nó tầm khoảng cũng phải 500-600 đấy, khi mà cái giá chuột này nó chỉ có tầm khoảng 2.6-2.7 thôi, khá là mềm. Còn về cái vấn đề dongle của nó chỉ dongle 1K đấy, thì bạn hoàn toàn thấy yên tâm là nếu mà bạn dùng, bạn cảm thấy dongle 1K chưa ưng ý, bạn muốn tốc độ cao hơn thì bạn hoàn toàn có thể mua được những cái dongle 8K ở trên trang chủ của Logitech. Và cái công nghệ bên trong thì vẫn sẽ hoàn toàn hỗ trợ nhé, các bạn chỉ cần cài đặt qua G Hub thôi. Đó, và trên đây là toàn bộ đánh giá của Phương Anh Smart One về dòng sản phẩm Logitech Pro 2. Cái đường link cũng như thông tin của sản phẩm thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy video này hay, hữu ích, các bạn đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Cảm ơn, bye bye.